đây hành lý anh mang, tôi cầm cơm dắt ngựa, nhìn ngắm chợ cao chăm chung, lòng lo lắng không yên. Đường thỉnh kinh còn xa, không hại nguy cắt bước. Ngày tháng cùng nắm trôi dần, biết đi hướng nào về đâu, biết đi hướng nào về đâu. Thấm thoáng chẳng mây biết chân trời, thấm thoáng chẳng mây tích xa mù. Đường thanh trúc còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua. Hành lý anh mang, tôi cầm cương dắt ngựa, nhìn ngắm chợ cao chăm chung, lòng lo lắng không yên. Đường thỉnh kinh còn xa, không hại nguyên cắt bước. Ngày tháng cùng nắm trôi dần, biết đi hướng nào về đâu, biết đi hướng nào về đâu. Thấm thoáng nó chẳng mây biết phương trời, thấm thoáng nó chẳng mây tích xa mù. Đường thanh trúc còn quá xa, bao khó khăn ta vượt qua. Đường thiên trúc còn quá xa, bao khó khăn là vượt qua. Đường thiên trúc còn quá xa, nguyện không lùi bước khó khăn ta vượt qua. Cảm ơn tiếng hát của anh Phi Huy rất vừa. Liên tục chương trình là tiếng hát của chị Thẩm Thẩm và LG Styler, tủ chăm sóc quần áo thông minh.